Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và sau đây xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi tiếp tập thứ 8 của bộ truyện ma Pháp Sư Trừ Tà Diệt Ma, tác giả Anh Khoa. Khi nghe truyện đừng quên hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc hãy like trang Facebook là trang viết của tác giả Anh Khoa, đã được Huy dán link trong phần mô tả. Còn để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng mọi người hãy like video, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất nha. Xin cảm ơn. Tập 8, Âm huyết hình nhân. Lão Tiến đó bây giờ ở đâu? Chúng ta kéo qua đó xử lý lão, như vậy là được rồi. Như vậy không được. Chuyện này chẳng khác nào bước dây động rừng đó. Thứ nhất là lão đã dùng tà thuật thì sẽ chẳng có dấu vết gì để lại đâu. Để mà có thể báo cho chính quyền thì chỉ gánh thêm cái tội mê tín dị đoan thôi. Thứ hai, nếu mà trực tiếp xử lý lão ta, chúng ta sẽ không khỏi bị liên lụy nếu mà bị điều tra đến đó. Như vậy thì phải làm sao bây giờ chứ? Trước mặt tôi sẽ dớt hai dòng bị nhốt dưới kia lên, để họ phải chịu khổ dưới đó thật là tội nghiệp. Giá lại phong ấn cũng không còn ý nghĩa nữa. Sau đó tôi sẽ tìm cách mà diệt trừ con ma già kia. Còn lão Tiến cũng là một con người, sẽ có cách khác để mà ngăn chặn lão ta. Chuyện này cũng là quá sức của tôi rồi. Thầy Cương lắc đầu mệt mỏi. Có lẽ vì cái nghiệp làm thầy mà dù đã quá sức, nhưng đâu thể nào làm ngơ trước tính mạng của người dân. Làm một người thầy chính là bảo vệ những con người kia khỏi các thế lực tà ác. Giá như thầy còn sư phụ, người đã truyền cho thầy cái bát quái gương, hay là tìm được hậu nhân của thầy, hậu nhân của Trần gia tộc, thì chắc chắn kể cả con ma gia hay thứ tà thuật của lão Tiến cũng sẽ bị đập nát. Nhưng mà thế giới này rộng lớn, biển người mênh mông như vậy, biết tìm ở đâu bây giờ? Cuối cùng mọi người cũng thống nhất, ngay buổi chiều tối hôm nay sẽ tiến hành dớt hai cái dông bên dưới lên và dẫn dụ con ma gia hiện thân để mà bắt nó. Chủ yếu vẫn là cậu Nghĩa nằng nặc muốn sớm giúp đưa đứa con tội nghiệp của mình đi siêu thoát. Sống chết yểu mà chết lại bị giam cầm thì còn cái gì khổ hơn nữa. Trước khi mọi người rời đi, thầy Cương dặn dò thật kỹ càng, không cho ai lại gần mặt sông, kẻo trở thành nạn nhân tiếp theo thì lại khổ. Trời nhập nhoạng tối, đúng giờ hoàng đạo mà thầy Cương đã bấm đốt ngón tay tính ra. Người dân xung quanh và cả người qua đường tò mò cũng đứng lại mà nhìn xem ông thầy lập đàn. Thầy Cương vẫn mặc bộ áo nâu cũ đã ngả màu bạc, đứng trước bàn lễ nhỏ đã chuẩn bị từ chiều, cùng với di ảnh của bác Hưng và thằng Bình. Dùng ngón tay chấm vào bát máu gà còn nóng hôi hổi, thầy vẽ lên tờ giấy vàng rất to những ký tự hình xoắn ốc, có phần đuôi kéo ra rất dài. Vẽ bùa xong, thầy lại tự cắt ngón tay của mình cho chảy máu ra, nhỏ từng giọt vào bát rượu. Tia máu loang ra rất nhanh, đã nhuốm đỏ bát rượu đầy gần tới miệng. Thầy dùng tàn hương trên bát hòa vào trong cái bát thành thứ nước vừa đỏ vừa xám ngắt. Chuẩn bị xong, thầy bưng bát rượu đã pha tiến lại gần bờ sông, trưới xung quanh những cái cọc tre mà thầy đã trấn yểm từ trước. Hết một vòng cũng là lúc bát rượu cạn sạch. Thầy lấy lá bùa to bằng vạt áo của thầy lên, gấp gọn lại thành một thanh dài kẹo bằng bốn ngón tay, rồi bắt đầu đọc chú. Kết thúc câu chú, hai mắt thầy mở trừng lên nghiêm nghị, dõng dạc mà hô lớn: Hà ba thần sông mở cửa, ba hồn bảy vía Trần Khanh Hưng, ba hồn bảy vía Phạm Văn Bình, mau mau trở về. Dứt lời, thầy Cương đốt lá bùa tung vào giữa dòng cọc tre, mặt nước sôi lên ùng ục. Trong mắt thầy có hai cái hình bóng mờ như làn khói từ từ thoát ra. Thầy Cương vội trở lên bàn lễ, chấm máu gà mà vẽ lên hai di ảnh những xoáy âm dương. Hai cái bóng kia vốn vẫn còn đang ngơ ngác trôi nổi thì lập tức như có một hấp lực kéo chúng bay vào trong hai tấm di ảnh. Thầy Cương thở phào, mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, cần chuẩn bị để dụ con ma gia lên. Thầy lau mồ hôi chảy trên trán, tiến lại bên bờ sông để rút những cây tre lên thu hồi trận pháp. Cây tre đầu tiên rút lên,
vừa đặt tay vào cây tre thứ hai thì sau lưng vang lên tiếng gọi của trẻ con: "Cẩn thận!" Lời nói vừa dứt, thầy Cương còn đang ngẩn người chưa biết ai bị làm sao thì một mùi tanh hôi kinh khủng sộc lên mũi. Từ dưới mặt nước, một cái xúc tua giọt thẳng lên hướng cổ của thầy định quấn lấy. Giật mình không có chuẩn bị gì, thầy Cương ngã ngồi xuống đất. Cái xúc tua trượt qua đầu, để lại một thứ dịch nhầy nhiễu nhão chảy xuống, một mùi tanh hôi vô cùng. Thầy Cương tái mặt lắp bắp: "Làm sao có thể? Ta đã rải máu đề phòng ngươi rồi cơ mà. Chẳng lẽ nó đã mạnh đến như vậy rồi hay sao?" Chẳng để cho thầy Cương kịp định thần, những cái tua trơn nhớt đen ngòm lại một lần nữa hướng thầy mà chộp tới. Lần này là không trốn thoát được. Thầy Cương vội rút trong người ra tấm bát quái gương, bóp vết thương vừa ngậm miệng ở ngón tay cho tiếp tục rỉ máu ra, vẽ ba nét giữa cái gương rồi hướng ra phía trước như một lá chắn hộ mạng. Cái xúc tua da đập phải cái gương, một lực đẩy rất mạnh khiến cho thầy Cương ngã bật ngửa ra đằng sau. Tấm gương như một cái lò than nướng cái xúc tua, tạo thành những tiếng xèo xèo, khói đen xì ra từng đợt. Con ma da có vẻ đau lắm, nó quằn quại rít lên khiến cho nước nổi bong bóng ồn ồn. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, cái lúc mà thầy Cương ngã ngửa cũng là lúc tấm gương bay giọt ra phía sau. Hốt hoảng đến quên cả đau, thầy lập tức ngoái đầu nhìn lại tấm gương thì miệng há hốc. Trong lòng thầy, cái mạng già này có thể không cần, nhưng cái gương thì nhất định không được phép xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Cũng may tấm gương văng về phía đám đông, được một ông già bắt lấy. Thầy Cương thở phào một tiếng. Phía dưới sông, con ma da vốn đã lặn xuống bây giờ lại ngôi lên. Một mùi tanh hôi lan tỏa ra một vùng. Trong bóng tối nhập nhoạng, cả người của nó trồi hẳn lên mặt nước, khiến cho những người đứng bên bờ để hóng chuyện bỗng khiếp đảm đến tái cả mặt, vội vàng lùi dạt cả về phía sau. Có người còn hét lên mà bỏ chạy thật xa. Cái thứ có hình người nhưng phủ thứ nhớt dày đặc còn nhiễu nhão chạy xuống hai cái xúc tua như hai cánh tay. Trên đầu đám tóc bê bết, từng lọn nhớp nháp. Nó mở hai con mắt to như quả trứng gà, màu trắng giả, miệng khẽ hé mở ra mặt cười. Tiếng cười như tiếng nước sôi ùng ục nhưng bị nghẹn lại. Thầy Cương vội vàng bò dậy, lùi ra phía sau. Cả người thầy rung lên từng đợt, mặt mày tái nhợt. Thầy chống tay lên bàn lễ cho vững, ánh mắt kinh hoàng nhìn con ma da. Cái thứ kinh tởm đó, nó đã quá mạnh, thầy đã kiệt sức. Cuối cùng thì ta cũng nhìn thấy lão già ngươi phải thất bại trong tay ta. Tiếng cười già nua phát ra từ bên kia bờ sông. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía sau con ma da. Một bóng người đen đen đi ra từ bụi cây, vẫn còn đang cười lên khoái chí. Trời lúc này đã tối sầm lại, mọi người không ai nhìn ra là kẻ nào đang to gan mà đứng ở bên kia. Kẻ nọ đứng sát bờ sông, ngưng tràn cười, lại hướng sang bên này nói: "Thế nào, lão sợ ta rồi chứ hả?" Lão Tiến âm binh, một người lên tiếng, kéo theo đám đông nhào nhào lên đầy kinh sợ. Đúng rồi, chính là lão ta đó. Lão đã muốn hãm hại cái xóm này, chính là lão ta đó. Thầy Cương nheo mắt nhìn sang, lắc đầu thở dài: "Ta thật không ngờ ngươi lại trở nên điên loạn như vậy. Chứ vì trả thù ta thôi sao? Chứ vì muốn hơn thua với ta? Được rồi, ta chịu thua ngươi. Ngươi hãy để yên cho dân làng ở đây đi. Ngươi xem, một thầy pháp có tiếng, một thầy pháp đức độ của cái làng này mà hèn hạ nhục nhã tới như vậy sao chứ? Hay, thất vọng, thất vọng quá. Ta đấu không lại ngươi thì liều chết cũng có ích gì. Chỉ cần ngươi để cho dân làng được yên thôi." "Nào có dễ như vậy. Lão nghĩ ta cực khổ mấy năm chỉ để nhận một câu chịu thua của lão hay sao? Cái mà ta muốn chính là cái mạng của lão. Ấy nhưng mà cái bát quái gương ta cũng thích nữa. Mà cái làng này được yên hay không thì đi mà hỏi lão Vương đang đứng đó kìa. Lão ta mới là kẻ muốn các người chết hết. Ta chỉ giúp lão ta một tay thôi."
Thầy Cương cắn răng, khuôn mặt vốn đã tái mét bỗng trở nên đỏ bừng. Lão già chết tiệt, ta sẽ liều mạng già này với lão. Thầy Cương quay lại về phía đám đông mà lên tiếng nói: mọi người đi đi, trốn thật xa cái nơi này, đi tìm thầy pháp thật cao tay về trị con ma già với lão Tiến. Hãy ôm cái gương này mà đi, nhất định không được để nó rơi vào tay của lão ta. Mau đi đi. Người dân nghe vậy thì hoảng hốt: chúng tôi đưa thầy đi. Không được, con ma già đã có thể lên bờ được rồi. Nếu như tôi đi, cả cái làng này sẽ khó mà trốn được đó. Tôi sẽ cản lại nó. Mọi người hãy nghe tôi, mau đi đi. Lời nói của thầy như một nhát dao sắc lẹm cứa vào lòng của những người dân. Họ xúc động thật sự. Những người dân của xóm làng này thấu hiểu được tấm lòng của thầy, đều rưng rưng nước mắt, không nỡ rời đi. Phải để thầy Cương thúc giục đến mấy lần mới từ từ tản ra. Chứ những người qua đường khi thấy cảnh tượng ma quái xuất hiện trước mặt, đa phần đều đã sớm rời đi thật xa. Bây giờ chỉ còn lại lác đác vài ba người ở lại. Lão Tiến bên kia thấy vậy thì cười lên khanh khách. Lão tưởng lão ngăn nổi sao? Sớm hay muộn gì thì cả cái xóm này cũng sẽ chết cả thôi. Ta cũng chẳng cần nhọc lòng làm cái gì. Ông Vương à, kẻ thù lớn nhất của ông đang đứng trước mắt kìa, hãy xử lý lão ta đi. Vừa dứt lời, con ma da ủng ủng nước trường về phía thầy Cương. Chút sức tàn cuối cùng, thầy chấm máu gà đã đông dần lại, vẽ lên tấm gương soi khác một cái hình đồ bát quái. Môi thầy rung rung đọc chú, rồi ngửa tấm gương lên trước ngọn nến, đem ánh sáng phản chiếu rọi thẳng vào con ma da. Những tiếng xèo xèo nổi lên liên tục, nhưng cũng chỉ khiến cho nó chậm lại thôi. Con ma da rít lên những tiếng réo nước kỳ lạ, dường hai cái xúc tua chực tóm lấy thầy. Bác trưởng thôn nhìn thấy thì khiếp sợ, tay nâng cái bát quái gương lên mà gạo: thầy, thầy hãy dùng cái gương này đi, nếu không thầy sẽ chết mất đó. Sức đã chẳng còn, thầy Cương liếc nhìn sang, lắc đầu thều thào: Hãy mang nó đi, mang nó đi đi. Thầy Cương nói xong vừa định cắn lưỡi ép cho máu dồn lên để tạo cho con tà ma này sát thương chí mạng, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc tự tử. Dường như nhìn nét mặt của thầy, bác trưởng thôn gào lên trong nước mắt: Không, đừng mà thầy ơi. Con ma già tiến gần tới, giờ khắc cuối cùng đã điểm. Thầy Cương đã sẵn sàng cho cái chết chạm đến trước mặt, thì một ánh sáng màu cam lóe lên, đồng thời hai cái xúc tua đứt lìa ra, rơi xuống đất mà rỉ ra thứ chất dịch nhầy. Nó giãy nảy một hồi, cuối cùng chỉ còn lại là một vũng máu đen. Tiếng con ma già gào trú lên đau đớn, nó rụt người lại phía sông, chạm được vào nước, cả người của nó lại ồng ọc, đôi xúc tua mới lại mọc ra như cũ. Cả nó và lão Tiến đều giật mình nhìn về phía gốc cây nhãn, nơi phát ra thứ ánh sáng pháp thuật kia. Thầy Cương cũng mất mấy giây để kịp hiểu ra chuyện gì mà quay sang đứng bên gốc cây cùng với mấy người còn lại nữa đang cầm đèn pin, là một ông lão cao lớn, gương mặt đầy đặn phúc hậu, trên tay còn cầm một cái ống trúc và lá bùa, lại chính là người ban nãy đã bắt được cái gương bát quái của thầy Cương. Lão Tiến bị ông lão phá ngang, tức giận gào lên: Cái lão già chết tiệt kia, lão là kẻ nào, sao dám phá chuyện của ta? Ông già nọ từ từ bước lại gần bờ sông, nhìn sang lão Tiến mà cất giọng sang sảng: Cứ dùng tà thuật nuôi ma già hại người, thật xấu hổ cho kẻ làm thầy. Để cho người gặp ta thì ta sẽ thay trời hành đạo. Lão cũng to mồm lắm, để ta xem lão làm được cái gì. Lão Tiến nói xong thì lấy ra hai viên thuốc to như quả trứng gà, vừa bóp dở vừa lầm rầm độc chú, rồi ném thẳng cả xuống sông. Đám bột thuốc gặp nước thì nhảo ra, hướng con ma da mà bơi tới như những con đĩa vậy. Chúng chui vào cái đám bầy nhầy của ma da, khiến cho nó rung lên lẩy bẩy, đôi mắt trắng giả dần trở nên đỏ sọng. Ông thầy pháp già kia chắp năm lá bùa có năm màu lại, bắt quyết độc chú: Trời đất thần minh, ngũ hổ tứ phương, mượn quy trấn tà, trừ tà diệt ma. Ông thầy niệm xong thì ném năm lá bùa xuống dưới, móc ống trúc vàng ra,
phẩy xuống những lá bùa thứ nước gì đó, rồi với tay lấy cây nến đang cháy trên bàn mà bắn lửa xuống. Năm lá bùa bốc cháy lên phần phật. Ông thầy tiếp tục bắt quyết, đưa hai ngón tay chỉ về phía con ma da mà hô lớn: "Lên!" Thầy Cương vẫn còn thẫn thờ đứng bên bàn lễ, nhìn ông lão kia mà kinh ngạc không thôi. Trong đầu thầy còn mơ hồ, người này là ai mà phép thuật lại mạnh đến như vậy, từng động tác nhanh nhẹn liền mạch đến mức điêu luyện, thật không phải là một người thầy pháp bình thường. Còn đang chăm chú nhìn ông lão kia thì thầy Cương giật mình hoảng hốt. Từ trong đống lửa của ông ta, mơ hồ có năm con hổ với màu sắc khác nhau hiện ra. Chúng gầm lên, nhảy bổ về phía con ma da. "Hổ? Là ngũ hổ sao? Không lẽ người này..." Thầy Cương không thể tin vào mắt mình. Người gọi được ngũ hổ thì chỉ có thể là gia tộc phù thủy họ Hoàng mà thôi. Người này thật sự là truyền nhân họ Hoàng hay sao? Cả người thầy Cương run lên. Bên này trận chiến, thầy Thập chính là ông già lạ mặt kia liên tục bắt quyết điều khiển năm con hổ đạp nước vây tròn quanh con tà ma mà cắn xé. Nhưng con ma da cũng chẳng dừa, nó trở nên điên cuồng, liên tục xoắn hai cái xúc tua kết hợp với cái chất dịch nhầy của nó, khiến cho con hổ không thể tấn công được đòn chí mạng. Hai bên tiến vào giằng co, cả hai thầy pháp đều giật mình bất ngờ trước đối phương. Thầy Thập không nghĩ con ma da này lại mạnh đến như vậy, ngay cả dùng bùa gọi lên ngũ hổ mà cũng chỉ ngang tay với nó thôi. Loại tà thuật của lão kia quả thật không phải là dạng chơi. Thầy Thập buộc phải dùng biện pháp khác. Thầy cắm cây nến xuống đất, tay giới vào trong túi lấy ra ba ống trúc, rút từ bên trong ra những người giấy được ngâm trong dầu thuốc. Nắm cả sắp người giấy kẹp giữa hai lòng bàn tay, rồi kéo chúng thành một dải dài. Thầy dùng ba ống trúc ban nãy cắm xuống đất làm điểm tựa để cho những người giấy dựa vào. Ngón tay chọc vào lọ thuốc chu sa, điểm lên đầu mỗi con người giấy một chấm, rồi bắt quyết đọc chú: "Trời đất thần minh, thiên binh thiên tướng, mượn quy hiển linh, trừ tà diệt ma, lên!" Dứt lời chú, những bóng người từ trong người giấy lóe lên, xếp thành hàng chỉnh tề, có cả thảy ba hàng, mỗi hàng 12 người. Họ theo hướng tay của thầy Thập chỉ, tiến thẳng về phía con ma da, quay bốn xung quanh nó lại, cùng với năm con hổ mà dùng vũ khí công kích. Động tác của những người giấy tuy cứng nhắc, nhưng bởi vì số lượng đông, con ma da bị đâm cho nên chống đỡ không nổi. Lão Tiến đứng phía sau, kinh sợ đến nói không thành công. Lão lắp bắp: Người này rốt cuộc là ai chứ? Lão già chết tiệt!" Lão Tiến đã từng nuôi âm binh cho nên rất hiểu rõ. Âm binh thường là dùng những vong hồn lang thang không được xuống âm ti, bị thầy pháp đưa về nhà cho ăn để sai diệt. Bởi vậy chúng không quá mạnh, nếu như gặp thầy pháp cao tay một chút. Chỉ trừ một số âm binh thu phục từ các loại yêu tinh, ngạ quỷ thì có sức mạnh nổi trội hơn, nhưng lại rất dễ bị làm phản. Còn trái ngược với âm binh, đó là thiên binh thiên tướng, cũng là những người sau khi chết mà thành. Nhưng họ là những người có công với dân, với nước, được ban nhận sức mạnh của thần linh. Bởi vậy mượn được thiên binh thiên tướng cũng đồng nghĩa mượn được không ít sức mạnh to lớn ấy. Nhưng có rất ít người có thể thực hiện được, bởi vì cần một lượng công đức rất lớn và pháp thuật phải đủ mạnh. Ấy vậy mà lão già kia ngang tay đã mượn ra được 36 vị mà đánh giết con ma da, thì nhất định không phải hạng tầm thường. Rốt cuộc lão ta là ai chứ? Một đợt gào rít của con ma da kéo lão Tiến trở về với thực tại. Con tà ma đã bị thương đến tơi tả, những vết đâm chém không kịp lành lại, dịch nhầy tứa ra đầy mặt sông. Lão Tiến vội vàng ôm cái hũ sành đậy nắp ở bên trong bụi lên, cắn ngón tay cho chảy máu, nhỏ vào trong cái bình. Lão lấy ra mấy lá bùa đọc chú rồi đốt lên, quá tro vào trong hũ, miệng vẫn lầm rầm thứ kinh văn nào đó. Hai tay của lão từ từ đổ thứ chất nhầy kết dính xuống sông. Con ma da như chết đuối vớ được cái phao, liền liều chết đâm thủng một đường khỏi dòng dây mà đón lấy cái đám dịch nhầy kia. Bên này thầy Thập tuy nhìn thấy nhưng không thể ngăn cản được, đành phải nhìn nó tiếp nhận sự hỗ trợ. Dần trở lại mạnh mẽ như ban nãy, thầy nhíu mày:
cái thứ gì vậy? Sao trước giờ ta chưa từng gặp qua chứ? Thầy Tập không dám chậm trễ, liên tục điều khiển cả ngũ hổ và thiên binh vây công trở lại. Con ma da mạnh mẽ đẩy lùi từng đợt tấn công, nhưng bởi vì quá nhiều thành ra vẫn bị thương. Lão Tiến nhìn tràng cảnh trước mắt thì không khỏi lo lắng. Tuy là đã có tính toán từ trước để chuẩn bị một cái hũ, ấy vậy mà kẻ kia lại quá mạnh như vậy, khiến cho kế hoạch bị rối loạn. Lão Tiến vuốt mồ hôi, lấy ra cái trống cơm, bắt đầu dỗ, miệng bắt đầu hát lên những giai điệu ma mị. Thầy Tập vốn đang tập trung, nghe thấy âm thanh này thì trong lòng bừng tỉnh. Quá ra ngươi là đệ tử của lão già đó. Năm xưa lão già đó luyện nhục hình đã bị ta phá, phải trốn lên núi. Vậy mà bây giờ ta lại gặp đồ đệ của lão ta, đúng là trời định mà. Quả nhiên, cái thứ trước mắt không phải là ma da bình thường. Nó đã được kết hợp với nhục hình để tạo thành một thứ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thầy Tập rút ra một cây kim, đâm ngón tay cho rỉ máu, rồi thấm lên mỗi người giấy một chút. Đám lửa từ năm lá bùa đã tàn dần, thầy tiếp tục dùng ống trúc trải nước cho nó bùng cháy trở lại. Con ma da nghe tiếng trống thì trở nên điên loạn, mặc kệ cho bản thân bị đâm, đưa xúc tu lên quấn lấy mấy cái bóng người giấy. Những cái còn lại sau khi được thầy Thập điểm máu, toàn thân ửng đỏ lên, lại nhanh nhẹn, mạnh mẽ mà đâm chém con tà ma. Cuộc chiến tuy gay cấn nhưng đang dần đi đến hồi kết, thì đột nhiên thầy Thập nghe thấy tiếng kêu: "Ông nội, cẩn thận!" Thầy Thập còn đang tập trung, vừa quay đầu lại thì thấy 8 lá bùa đang bay trước mặt. Khuất phía sau những lá bùa là một khuôn mặt đang lở loét, nứt dở ra. Một thứ như keo hộ, nhung nhúc xé toạc lớp da mà lòi ra bên ngoài, đang hướng tới thầy mà quấn tới, nhưng bị những lá bùa chặn lại. Cái quỷ gì vậy? Mấy người còn đứng lại thì đột nhiên thấy cảnh tượng này, hét ầm lên mà bỏ chạy thục mạng. Họ không thể ngờ ngay bên cạnh họ lại là một con yêu quái như vậy. Nhưng mà cái khuôn mặt đó rất quen. Trời ơi, thằng Hạnh, là thằng Hạnh đó. Nó quá quỷ rồi bà con ơi, mau chạy đi. Thầy Thập lúc này mới nhớ ra, thì thầm: Thảo nào, ta luôn có cảm giác tà ma ở gần bên, cứ ngỡ là chỉ có dưới sông thôi chứ. Ông nội, cháu theo dõi người này từ ban nãy rồi, cháu đã sớm nhìn ra anh ta có tà khí trong người đó. Thầy Thập gật đầu: làm tốt lắm. Hai ông cháu nói chuyện khiến cho cả lão thầy Tiến và thầy Cương há hốc mồm ngạc nhiên, nhất là lão thầy Tiến. Lão ta vốn chắc mẩm kế hoạch của mình, một mặt dẫn dụ lão già, một mặt đánh lén, nhất định sẽ thành công mà giết chết lão ta. Ấy vậy mà bị thằng ranh con kia cản một đoạn. Nhưng rốt cuộc hai người này là ai? Tại sao thằng ranh con kia lại có thể đỡ được con âm huyết hình nhân mà theo lão tính toán, dù lão Cương có nhìn thấy cũng không thể đỡ nổi được. Cái kế hoạch vốn đã mỹ mãn nay bị thất bại trong gang tấc. Chuyện gì đang xảy ra như thế này? Hai người này cuối cùng là ai đây? Lão Tiến hoảng sợ đến bối rối đầu óc. Lão chỉ có thể điên cuồng gõ trống và ê a hát, thúc giục hai con tà ma tấn công hai kẻ đáng chết kia. Con âm huyết hình nhân nhanh chóng xé toạc lớp da, để lộ nguyên hình là một khối thịt bầy nhầy sắp xếp thành hình người, đỏ ỏn và xen lẫn những tia máu đã đóng dón thành cục lại. Một mùi tanh tưởi lan ra, kết hợp với mùi tanh bụng của con ma da, khiến cho cậu bé và thầy Cương suýt nôn ọe tại chỗ. Lấy la ngại bịt mũi lại đi. Cậu bé nghe vậy vội vàng móc trong túi ra cả nắm, dò viên lấy hai cục nhét vào mũi, khiến cho chúng hết lên. Thầy Cương bên này cũng giới trên bàn, lấy thứ pháp dược khác mà bôi lên mũi, tạm ngăn chặn cái mũi kinh tởm kia lại. Con âm huyết hình nhân gào lên một tiếng, cả người của nó bộc phát ra thứ sức mạnh bất ngờ, đem 8 lá bùa bắn văng đi, bốc cháy ngùn ngục. Nó theo chỉ dẫn của lão Tiến,
hướng phía thầy Thập mà lao tới. Thầy Thập quay lại nhìn thì giật mình. Bây giờ thầy mới để ý nhìn thấy cái thứ kinh tởm kia, một đống máu thịt bầy nhầy, khiến cho thầy rùng mình. Nó không phải là nhục hình. Thầy Thập đành phải bỏ dở tấn công con ma da, tung ra ba lá bùa vừa niệm chú xong về hướng con tà, hay đúng hơn là con quái vật kia, ngăn chặn nó lao tới. Ba lá bùa dán trên người của nó tạo thành những tiếng xèo xèo như thịt nướng, nhưng cũng làm cho mùi tanh hôi càng thêm nồng nặc đến nghẹt thở. Con hình nhân bị lá bùa đánh cho khựng lại, nhưng rất nhanh đã lột lá bùa mà ném sang một bên. Nó lại tiếp tục hướng thầy mà lao đến. Dưới hai cánh tay của nó, một luồng khí màu đỏ như máu dần tạo thành, tụ lại trong lòng bàn tay, sẵn sàng một đòn đánh chết ông thầy trước mặt. Nhục hình chỉ là hạng soạn mà thôi, ông già kia cũng không luyện nổi thứ này đâu. Cho người mở rộng tầm mắt. Âm huyết hình nhân. Âm huyết hình nhân, ta dường như đã từng nghe thấy. Thầy Thập cũng có chút lạnh sống lưng. Đây nhất định là một thứ cấm thuật nào đó từ cổ xưa. Bản thân của thầy chưa từng gặp qua, nhưng chắc chắn nó không phải dạng dừa. Nghĩ vậy, thầy rút ra sợi chỉ đỏ, dùng 10 đầu ngón tay mà xếp thành hình bát giác. Bên trong các đường chỉ đang xen lẫn nhau, tạo thành vòng tròn ở giữa. Thầy Thập chụm 10 đầu ngón tay lại, lầm rầm đọc chú. Trời đất thần minh, tám phương tọa lạc, lưới trời giăng kết, truy bắt tà ma. Lên! 10 ngón tay xòe ra, một màu sáng rực từ những sợi chỉ theo đà bay ra như một tấm lưới, phóng lớn dần, hướng con hình nhân mà chụp tới. Tấm lưới quấn lấy hai tay của nó, lại tiếp tục hướng lên phía đầu của nó mà bay. Vừa chạm đỉnh đầu, thầy Thập liền đổi quyết. Tấm lưới ụp lấy cả người con hình nhân mà quấn chặt. Con hình nhân mất đà ngã ập xuống đất mà giãy giụa, muốn xé tấm lưới ra. Thầy Thập bắt đầu dùng sức để siết chặt hơn, hơi liếc sang hướng Long mà kêu lên. Cháu xử lý con ma già, giữ chân đó là được. Dạ, để cháu. Long đáp lời, nhanh chóng hướng bờ sông bên này mà chạy tới. Nhìn con ma da đang bóp chết những thiên binh không có người điều khiển, những con hổ đã sớm biến mất từ khi thầy Thập bỏ dở pháp quyết, Long liền lên tiếng nói. Được rồi, để ta thử sức xem. Nói rồi, cậu rút ra 5 cái ống trúc cắm thành một hàng dưới đất. Ngón tay nhẹ nhàng bật hết những cái nút đỏ chặn trên đầu ra. 5 làn khối khác nhau từ ống trúc phụt ra bên ngoài, bay lên lơ lửng. Long lấy tiếp 5 lá bùa dán lại mỗi ống trúc, rồi khoanh chân ngồi xuống bắt đầu niệm chú. Trời đất thần minh, ảo pháp tự nhiên, ngũ hổ hợp hình, uy trấn tà ma. Lên! Một tiếng gầm oai nghiêm vọng ra. Những làn khối kết thành hình con hổ có 5 màu khác nhau, to gần bằng con bò mộng. Con hổ vừa thành hình thì liền nhảy giọt lên, hàm răng sắc nhọn há to, nhắm vào cổ con ma da và chực ngoạm lấy. Trên tay bóp dở quá thân cuối cùng của thiên binh, con ma da vừa ngẩng đầu lên thì thấy hàm răng kề gần đến cổ của nó, vội đưa cánh tay lên che đi. Chỉ trong tích tắc, con ma da trú lên một tiếng rồi trườn ra giữa sông, lặn nhanh xuống dưới nước. Con hổ nhả cái xúc tu vừa cắn được ra, muốn tìm kẻ thù nhưng không thấy. Nó đạp nước quanh quẩn để tìm kiếm, thì đột nhiên bên dưới ùn ụt bọt nước. Hai cái xúc tua giọt thẳng từ dưới lên, nhắm bụng con hổ mà xiên. Phản ứng của con hổ cũng rất nhanh nhạy, vội lắc mình sang một bên tránh né, nhưng vẫn bị một cái xúc tu đâm thẳng vào bụng. Long bên này vốn tập trung điều khiển con hổ thì oa lên một tiếng rồi ho sặc sụa, nhưng hai tay nó vẫn giữ nguyên pháp quyết, không để con hổ bị tan ra. Nhóc con, người cũng khá lắm, nhưng chưa xong đâu. Lão Tiến bóp dở hai viên thuốc cho bông vụn văng ra, xoa lên hai mặt trống, dồn dập mà vỗ, miệng đẩy nhanh câu hát. Phía bên này, con ma da càng trở nên hung tợn. Nó lại trồi lên khỏi mặt nước, vươn cái xúc tu còn lại hướng Long mà quấn lấy. Thầy Cương còn đang ngơ ngẩn nhìn hai ông cháu này, những người có phép thuật mạnh mẽ tới như vậy. Chúng đã kinh sợ trước ông già, bây giờ nhìn thằng bé mới chục tuổi đầu mà đã có pháp thuật đến ngần này thì lại càng khiếp hãi. Rốt cuộc họ là ai? Nhưng cái xúc tu kia chuẩn bị quấn lấy thằng bé mà nó không hề hay biết. Thầy Cương vội nắm lấy mấy lá bùa, lao đến gần thằng bé mà chống thay nó. Nhưng bởi vì sức lực đã cạn,
Thầy chậm một bước, cái xúc tua vòng qua cổ thằng bé, chuẩn bị siết chặt. Hai mắt thầy trợn trừng, mồm há to. Thằng bé sẽ chết mất thôi. Thầy kinh hãi hô lớn lên: "Nè, cẩn thận!" Lá bùa trời khỏi tay thầy, hướng về phía cái xúc tua mà bay tới. Lão Tiến nhìn thấy thì cười lên khanh khách: "Chậm rồi, ta tiếc đó." Nhưng nụ cười của lão chợt khựng lại. Một ánh sáng chói mắt lóe lên từ người thằng bé, lấp lóe có bốn cái bóng trắng của một con thú nào đó bay giọt ra. Một tràng tiếng chim kêu dồi réo lên ầm ầm. Cái xúc tua sắp quấn được cổ thằng Long thì lập tức bị đánh cho tan tành. Thứ ánh sáng kia không dừng lại, trôi thẳng vào người con ma da, khiến cho nó bị thủng lỗ chỗ, dần ăn mòn ra. Bên này thầy Thập đang đua sức với con hình nhân. Nó đã xé một tấm lưới một mảng, dần dần chui ra. Ánh mắt của nó đỏ ngầu, khói đỏ từ người nó càng nồng đậm, hướng phía thầy Thập mà phóng tới. Sợi dây đã bị đứt, thầy vội vàng lấy sợi dây khác xuyên thêm mấy lá bùa thành sâu, niệm chú cùng một lúc rồi đưa ra chắn lấy đám khí đỏ tanh tưởi kia. Hai bên tiếp tục lâm vào giằng co. Đột nhiên, thứ ánh sáng từ phía sau đâm vào con hình nhân, khiến cho nó rụt người lại. Được đà thầy ập lên, một lần nữa dùng vòng tròn bùa mà quấn lấy nó. Nhưng còn một thứ khiến cho thầy lo lắng hơn. Thầy ngoái đầu lại nhìn Long mà quát lớn: "Long à, không được làm vậy!" Tiếng của thầy gắt lên khiến cho Long bừng tỉnh. Ánh sáng biến mất, hai mắt cậu mở trừng trừng, để lộ ra một nửa mặt đang có những gân đen nổi lên. Con mắt cũng có một bên trở nên đen nhánh đến đáng sợ. Thầy Cương phía sau ngay người ra như phỏng vì thứ ánh sáng ban nãy. Nhưng lão Tiến và con ma da đối mặt với Long thì nhìn thấy tất cả. Dưới ánh nến lập lòe, một nửa gương mặt của Long trở nên kinh dị hơn bất cứ một loại tà ma nào mà họ từng gặp qua. Lão Tiến trợn tròn mắt, mồm còn ngoác ra vì sợ hãi, môi run rẩy không nói thành lời. Mọi thứ trở nên như ngưng động lại. Một lúc sau, lão ta mới bình tĩnh một chút, rung rung mà nói: "Địa ngục là địa ngục sao? Quá ra người có con quỷ trong người." Hai mắt của lão đào trồng, chợt nghĩ cái gì đó, lão cười lên điên dại: "Vậy để ta giúp cho người." Lão Tiến cắn lưỡi, ngậm một búng máu phun lên thân trống. Lão hé miệng cười, rồi lại điên cuồng mà vỗ trống, thúc giục hai con tà ma của lão tấn công hai ông cháu kia. Con ma da được chữa lành, đưa cái xúc tu lên xé tan được con hổ, khiến cho Long ngã ngửa ra đằng sau. Nó định lao lên kết liễu kẻ thù thì nghe thấy tiếng thầy Cương gào lên, liền khựng lại: "Lão Vương, lão có nghe thấy ta nói hay không? Con lão chết rồi, con của lão bị giết chết rồi." Nó đưa ánh mắt đục ngầu nhìn về phía thầy Cương. Thấy con ma da có thể nghe được mình, thầy Cương liền nói: "Thằng Hạnh bị lão Tiến giết chết rồi, bị lão ta biến thành thứ nuôi con quỷ kia kìa. Ông còn nghe lời làm tay sai cho lão ta hay sao? Kẻ thù của ông chính là lão Tiến đó." Ánh mắt con ma da mơ hồ nhìn theo hướng tay của thầy Cương. Nó vốn chỉ tập trung vào cuộc chiến mà không hề hay biết xung quanh. Bây giờ nhìn lại, thấy một đống thịt bầy nhầy đang nằm co quắp dưới đất mà gào thét. Trên mặt của nó còn một vài mảng da bám lại. Nhưng với một người cha, chỉ bao nhiêu đó cũng đủ để cho lão Vương nhận ra đứa con trai của mình. Đứa con trai yêu dấu của lão đã bị biến thành thứ tà ma gớm ghiếc kia rồi sao? Trời ơi, sao lại thành ra như vậy? Con ma da rít lên ọc ọc. Nó quay lại nhìn lão Tiến như chất vấn. Lão Tiến bỗng trở nên run rẩy, lắp bắp: Người muốn trả thù dân làng mà, ta là giúp người trả thù thôi, người hãy giết bọn họ đi." Thầy Cương thấy có hiệu quả, liền lớn tiếng nói: "Lão Tiến, ngươi vì tà ma mà giết chết con trai của lão Vương thì ngươi mới chính là kẻ thù." Con ma da giận dữ hướng lão Tiến mà lao tới. Lão ta run rẩy, gõ lên mặt trống được hai cái thì bụp một tiếng, miếng da bị rách toạc đi. Tiếng trống trở thành cái tiếng bình bịch khó nghe. Hai cái xúc tua đen nhánh hướng thẳng phía lão Tiến mà đâm. Lão hoảng sợ chẳng kịp chống đỡ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào con ma da, mồm há to: "Không, không!"
lão còn chưa hết câu thì nghẹn ứng lại, cái xúc tua đâm thẳng vào miệng xuyên ra phía sau. Nó lôi tuột lão xuống nước, cả con ma da và lão tiến đều lặn mất dưới đáy của nước sâu. Mặt nước ùn ụt lên từng mảng lớn, dường như máu đỏ tuôn ra loang cả một vùng. Thầy Cương thở dài, tiến lại gần bên Long đỡ cậu ta dậy. Ánh mắt cậu mờ mịt, dường như có thứ gì đó đang rút đi mà thầy không nhìn rõ. Có lẽ do nó đấu pháp quá sức cho nên tạm thời liệm đi. Thầy lại hướng sang thầy Thập bên kia. Con hình nhân không có người điều khiển dần sụi lơ xuống. Thầy Thập vội vàng rút ra cái ống trúc, đổ thứ nước lên người của nó. Thầy lấy lá bùa ra niệm chú rồi chước xuống. Toàn thân con hình nhân bốc cháy lên phần phần. Thầy lui lại, lấy giặt áo lau đi mồ hôi đang nhễ nhại trên mặt. Thứ này quả thật đáng sợ. Cũng may lão thầy pháp kia pháp lực không đủ, không thể điều khiển nổi nó, chứ không là còn chưa biết ai phải nằm xuống đâu. Thầy nhìn đám lửa một lát rồi quay lại, đỡ lấy Long từ tay thầy Cương kiểm tra một lượt. Cũng may chỉ là tạm thời bị rối loạn nội lực cho nên thành ra như vậy thôi. Thầy Thập thở dài. Còn quên lời ông nội dặn rồi hay sao? Tuyệt đối không được dùng đến nó mà. Long hai mắt trừng trừng, úp mặt vào lòng của ông nó. Con xin lỗi. Thầy Thập cũng không nói nhiều, lại hướng về phía thầy Cương. Nè, thầy có bị thương nặng không? Tôi không sao đâu, nghỉ ngơi là khỏe thôi mà. Thầy Cương vừa trả lời vừa nheo mắt nhìn thầy Thập. Tôi tên là Thập, người bên làng Đại đó. Tôi là Cương, người làng này. Ban nãy tôi thật phải cảm ơn thầy. Nếu như không có thầy, chắc cái mạng già này đã không giữ được rồi. Thầy đừng khách sáo nữa, đều là đồng đạo cả mà. Tôi cũng chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi, thấy sự cho nên ghé vào, cũng là may mắn. Mà thầy có phải là truyền nhân của Trần tộc hay không? Tôi thấy cái bát quái gương đó. Thầy Cương cười mà lắc đầu. Không dám không dám, tôi không phải là họ Trần. Cái gương đó là do sư phụ tôi truyền lại, người mới là truyền nhân của Trần tộc đó. Còn thầy, tôi nhìn thầy làm phép ắt hẳn không phải người thường. Nếu tôi đoán không nhầm thì thầy là người của hoàng tộc đúng không? Thầy Thập cười gật đầu. Dẫu đã đoán trước nhưng được xác nhận, thầy Cương trong lòng vẫn rung động. Trong nghề thầy pháp này, gần như ai cũng đều nghe nói đến tiếng của ba gia tộc phù thủy lớn và những sự tích của họ. Nay được thực gặp và chứng kiến phép thuật đến bậc kia thì khó ai mà kiềm lòng cho được. Thầy Cương nghẹn ngào. Cũng may có thầy, chứ không thì cái làng này không biết còn mất bao nhiêu mạng người nữa. Thôi được rồi, thầy đừng khách sáo mà. Thầy Thập đỡ Long đứng dậy, nhìn xuống mặt sông đã bắt đầu ùn ụt nước. Một mảng màu đen lô nhô lên khỏi mặt nước. Thầy Thập đưa tay vào trong túi chuẩn bị. Thầy Cương dội lên tiếng trước. Lão Vương à, ngươi còn muốn trả thù người dân nữa hay không? Con ma gia vẫn lững lờ giữa dòng sông mà không đáp. Chuyện này ban đầu vốn là do ngươi gây ra, quan quan tương báo đến bao giờ mới dứt chứ? Nghiệp ngươi tạo cuối cùng cũng là do ngươi gánh. Nếu như ngươi chịu từ bỏ nghiệp chướng thì bây giờ đã không thành ra nông nổi như thế này. Ngươi đã tỉnh ngộ chưa? Con ma gia vẫn chẳng nói lời nào, ánh mắt trắng giả nhô khỏi mặt nước mà nhìn thầy Cương chăm chăm. Ngươi hãy từ bỏ đi, theo ta vậy, ta sẽ siêu độ cho ngươi, để ngươi giảm nhẹ tội dưới âm phủ, đừng ở lại mà gieo thêm tội nghiệp nữa. Bóng nước phập phù, đám nhớt đen dần dần tản ra khắp mặt sông, hòa cùng với máu tanh. Một bóng người lập lờ bay lên mặt sông, chính là lão Vương. Vẻ mặt của lão trở nên u buồn, đôi mắt đã cụp xuống, hướng hai ông thầy mà vái. Ta đã hiểu được nhân quả của ta, tội nghiệp này ta sẽ nhận. Chỉ là giá như ngày ấy ta chịu nhận tội thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nhiều lắm. Ánh mắt của lão hướng lên bầu trời đêm đầy sao, kẻ thở dài. Đúng vậy,
Người ta thường nói hai chữ giá như, bởi vì họ đã hiểu được cái luật nhân quả, hiểu được cái sai lầm của con đường mình chọn. Nhưng mà khi đứng trước sự lựa chọn, mấy ai chấp nhận từ bỏ ngay từ lúc ban đầu? Cũng như bàn tay bưng ly nước nóng, phải đến khi ngón tay bị nóng, bị bỏng, bị đau đớn rồi mới chịu buông ra. Nào có mấy ai hiểu mà buông ra ngay từ ban đầu đâu. Phải đau, thật đau thì mới hiểu. Đó mới chính là cuộc đời. Chương 4. Ngôi làng Âm Binh. Trời về cuối thu, thời tiết cũng dần trở nên lạnh hơn, và cả những cơn mưa cuối mùa, bão vẫn còn nặng hạt lắm. Mới đây còn nắng, ấy mà sẩm tối là trời cũng đổ mưa ngay cho được. Hai ông cháu kéo nhau tránh vào một cái hiên nhà ở ven đường. Mưa to như thế này á, thì đêm nay chẳng thể đi đâu được rồi. Ông già xích xoa một hồi, tay vẫn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của đứa cháu. Có lẽ sợ thằng bé lạnh, ông lão lại cúi xuống bế nó vào lòng, ngồi tựa xuống cái bậc cửa. Con có lạnh không? Không ông ơi, con thấy mát lắm ông à. Thằng bé vừa trả lời, vừa cố với bàn tay hứng lấy giọt nước nhỏ xuống từ cái lỗ ở trên mái. Bên ngoài mưa vẫn xối xả, thi thoảng lại đì đùng mấy tiếng sấm. Bong bóng nước đã nổi lên từng mảng lớn, trôi nổi theo dòng nước chảy xiết. Ông già ngồi thẫn thờ nhìn dòng nước đó, trong lòng ông lại nổi lên bao suy nghĩ. Thấy dòng nước mà sao giống như cuộc đời của ông, trôi nổi, bấp bênh và cũng thật lạnh lẽo nữa. Ấy nhưng mà ông vẫn còn thằng cháu yêu quý này, nó là cả nguồn sống của ông. Nào có mấy ai biết được, người thầy pháp cả đời trừ tà diệt ma, nghiêm nghị, mạnh mẽ kia lại có những giây phút yếu lòng đến như vậy. Nhưng cũng thật nhanh, ông lại trở về với khuôn mặt phúc hậu nhưng cũng đầy nghiêm nghị của mình. Bên ngoài, những cơn mưa trắng đường, một cái bóng đen sải chân thật dài mà chạy tới. Ông lão vội kéo đứa bé đứng nép lại, nhường lối cho cái bóng kia lao tới. Đó là một anh chàng quá tuổi thanh niên, đầu trùm lấy cái áo mưa nhỏ bé. Anh chàng vũ lấy mấy cái cho bớt nước trước khi quay lại chào hai ông cháu còn đang đứng nép bên tượng. Dạ cháu chào ông. Hai ông cháu đi đâu mà trễ vậy? Chào cậu. Chúng tôi đi ngang làng mình thì bị mưa, cho nên ghé vào đây trú tạm đó. Dạ, vậy mời hai ông cháu vào nhà uống nước nha, lát tạnh rồi hẳn đi. Nói xong, anh thanh niên mở cửa rồi đi vô, cũng tiện tay bật cái công tắc đèn. Thầy Thập cũng hơi bất ngờ, vốn tưởng là người qua đường trú mưa, ấy vậy mà lại thành ra người ta về nhà. Thầy Thập cười cười mà đáp: Vậy thì tốt quá, làm phiền cậu vậy. Thầy nói rồi kéo tay thằng Long còn đang nhìn người thanh niên kia mà dẫn vào bên trong. Xộc vào mũi hai người là một cái mùi rất quen thuộc, là mùi nhang đèn. Anh thanh niên đon đả dẫn hai người lại ngồi ở cái bộ bàn ghế gỗ, tay nhanh nhẹn rót nước mời ông. Dạ con mời ông uống chén nước cho ấm. Rồi lại quay sang Long mà hỏi: Nè, em có uống được nước chè không? Hay là anh lấy nước sôi để nguội nha. Long nãy giờ vẫn còn khép nép trốn sau lưng thầy Thập, cũng rất e dè mà đáp lại: Dạ thôi, em uống nước chè cũng được. Người thanh niên cười rồi rót thêm một chén nữa cho Long, quay sang tiếp chuyện với thầy Thập. Chà, trời lạnh vậy mà có chén nước ấm uống thì còn gì bằng chứ. À mà quên, tôi còn chưa biết xưng hô với cậu như thế nào đây. Vô nhà uống nước mà còn không biết chủ nhà là ai, như vậy thì ngại quá. Anh thanh niên cười cười, cũng nhấp ngụm nước rồi mới trả lời: Dạ ông cứ gọi con là Lương đi ạ. Vậy còn ông,
hình như ông không phải là người ở đây. À cậu Lương, tôi tên là Thập, người ở tận dưới làng Đại đó. Và chắc cậu cũng không biết đâu, từ đó lên đây cũng khá xa mà. Thầy Thập nói xong lại nhấp thêm ngụm nước. Con không biết làng Đại thiệt. Anh Lương cười cười rồi lại hỏi, ủa mà hai ông cháu đi đâu mà trễ quá vậy? Tụi tôi cũng đi chơi thôi, mà đi ngang qua đây thì gặp mưa, cho nên ghé vô nhà cậu để tránh mưa đó. Hai người nói chuyện vui vẻ một hồi, anh Lương mới quay về phía Long. Nãy giờ còn ngồi im nhìn anh mà cười hỏi. Em trai còn sợ anh hả? Anh chứ đâu phải ông ngáo ợp đâu mà sợ anh vậy. Long nhìn anh một hồi rồi lắc đầu. Em không có sợ anh đâu. Ông ngáo ợp á, em cũng không sợ nữa. Ui, vậy mà anh thấy em ngồi im nãy giờ không dám nói chuyện gì với anh đó chứ. Tại trên người anh có nhiều âm độc á. Nụ cười trên miệng của anh Lương đông cứng lại. Cả thầy Thập cũng giật mình. Hả? Làm sao em biết được vậy? Hai mắt anh Lương mở lớn, nhìn chằm chằm vào Long mà hỏi. Thầy Thập hai tay lặng lẽ bắt quyết, lẩm nhẩm câu chú để mở mắt âm nhìn người thanh niên trước mặt. Quả đúng như lời Long nói, xung quanh người thanh niên tên Lương này có lượn lờ những tia rất mờ màu đen của âm khí. Nhưng thầy không nhìn ra được khí độc, đành ngưng lại mà nói. Cũng chả giấu gì cậu, tôi là thầy Pháp. Trên người cậu đúng thật là có nhiều âm khí đó. Chắc không phải cậu mới ra nghĩa địa về chứ? Lần này thì anh Lương lại càng giật mình hơn. Hai người biết pháp thuật hả? Thầy Thập chỉ gật nhẹ đầu xác nhận. Người thanh niên chồm lên, chống hai tay xuống bàn, nhìn thầy Thập với ánh mắt phức tạp. Giọng bỗng trở nên nghẹn lại. Thầy à, con xin thầy hãy cứu bạn của con. Bình tĩnh đi, cậu từ từ kể tôi nghe coi có chuyện gì. Khuôn mặt của anh Lương lại nhẹ đi đôi chút, lại ngồi xuống ghế, hướng ánh mắt ra phía ngoài bầu trời đang mưa trắng trời. Anh bắt đầu kể với cái giọng run run đầy vẻ sợ hãi. Ấy là một buổi chiều tà, Lương và Chiến ngồi khề khà bên cái chậu nộm hoa chuối mà Lương bẻ được hồi trưa. Chai rượu cũng đã gần cạn, mặt hai thằng đã đỏ như da gà chọi. Chuyện trên trời dưới đất nói đủ kiểu rồi, thì bỗng dưng Chiến ghé sát bên tai Lương lè nhẹ. Mày có tin ma quỷ không? Nói rồi nó nâng chén rượu cuối cùng uống một cái ực. Lương cũng làm một hơi khà mấy tiếng cho bớt cay rồi mới nói. Tao có tin. Ông bà ông giải chẳng phải lâu lâu vẫn hiện về mấy bà đồng ông cậu đó thôi. Chiến chép miệng, duỗi dài hai cái chân ra trên manh chiếu rồi nói. Cái đó tao cũng không tin cho lắm. Mấy cái phường khè tiền thiên hạ được mấy ai mà thật đâu chứ. Chiến lại khật khưởng, ghé lại gần Lương mà nói nhỏ. Nè, mới đây bên làng Lãng á, trổ lên cái vụ nuôi âm binh đó, mày có tin không? Tao có nghe nói, mà thấy nói là mấy lấy âm binh ra cấy lúa tát nước gì mà. Tao thấy cũng khó cái tình chuyện này lắm. Cấy còng lưng cả đêm chứ ở đâu mà bảo âm binh. Thì đó, mấy cái chuyện này người ta đồn thổi như vậy. Nhất là cánh của mấy bà hàng chợ thì cứ gọi là một đồng mười, toàn bóc phét thôi. Lưng gật gù không đáp. Chiến bỗng lóe lên một suy nghĩ, vội quay sang thằng bạn Chí Cốt, lầy lầy dài lường mà nói với cái giọng đầy hào hứng. Ê, hay là tao với mày qua đó xem thật hư sao, chứ cứ để trong lòng tao thấy bồn chồn khó chịu quá. Lương thì lại có chút chùng chân. Mày điên hả? Đi qua đó làm gì? Mày không nghe cái vụ mà ông thầy dùng âm binh rồi giật người ta sống dở chết dở hay sao mà còn đòi mò qua đó vậy? Thì qua coi thật hư sao thôi, mình có phá gì họ đâu sợ. Thấy Lương trầm ngâm đắn đo, Chiến lại làm tới. Mày thấy đó, tao bao nhiêu năm qua làm cái nghề kích ca đêm mà có bao giờ gặp ma đâu. Kể cả nghĩa địa tao cũng từng đi, mà có gì phải sợ chứ.
Nhưng mà tao vẫn thấy không có nên mày ơi. Thật sự nếu mà gặp á thì mày tính sao? Mấy cái loại đó không có đùa được đâu nha. Ôi mày cứ nói quá, mình đi coi chút rồi vậy. Ai làm gì chứ? Tao vẫn không thấy thấy không ổn sao mày ơi? Bên này tao biết nha. Quá ra mày nhát như cái đó Lương. Lương nghe vậy thì nóng mặt. Mặt vốn đã đỏ bừng, bây giờ lại thêm cái gân cổ nổi lên mà gắt. Đi thì đi mày, tao sợ chắc. Tối nay đi luôn nè. Thấy kích được thằng bạn, Chiến cười ha hả đầy khoái chí. Làm gì mà dội dữ vậy? Để tao về nghe ngóng coi chỗ nào có thể rình được rồi đi. Chứ cả cái làng lãng rộng vậy, biết ngồi đâu rình chứ. Tao quyết định vậy đi. Giờ tao về chuẩn bị một chút, không chút lại muộn đó. Chiến đứng dậy phủi phủi cái mông ra về. Lương còn nóng máu mà nói lớn. Nè, nhanh đi nghe mày, tao chờ đó. Yên tâm đi mày, mày cứ chuẩn bị đi, cắm nuốt lại nha. Chiến khệnh khạng đi mất dạng ở ngoài cổng rồi. Lương cũng bình tĩnh lại, mới giật mình nhớ ra. Cái thằng quỷ, ăn xong lũi mất à. Ai dọn cái bãi chiến trường này đây trời? Chuyện lúc say sưa thì Lương cũng chẳng để ý. Nhưng đến chiều tối ngày hôm sau, Lương vừa chuẩn bị bữa tối thì Chiến hớt hải chạy sang. Phải đến sát bên Lương, Chiến mới thấp giọng mà nói ra. Xong rồi, tao đã lo xong. 8 giờ tối nay hành sự nha. Lương ngẩn người. Xong cái gì? Mày định đi ăn trộm hay sao mà đêm hôm còn đi đâu chứ? Chiến trợn mắt. Cái thằng này, đã bàn như vậy rồi mà. Tối nay sang bên làng lãng, nhìn xem âm binh nó ra làm sao chứ. Lương lúc này mới sực nhớ ra. Đến lượt anh sửng sốt. Trời ơi, mày tính làm thiệt hay sao? Tao tưởng mày nói giỡn thôi chứ. Đùa giỡn cái gì? Tao phải làm cho ra lẽ mới được. Mà nhỏ vợ có biết ma cỏ là cái gì đâu. Bây giờ đi coi cho biết. Tao không nói nhiều nữa. Đúng tối nay 8 giờ ở cổng sập nha. Mày không đi thì tao đi một mình. Lần sau mà có việc gì thì khỏi tìm tao. Chiến nói xong thì cũng đùng đùng bỏ về, mặc cho Lương còn ngẩn ngơ. Trong lòng Lương nổi lên một điềm lo lắng. Anh biết rằng những chuyện tâm linh thì không thể lấy ra làm trò đùa giỡn được. Ấy nhưng mà anh cũng không thể bỏ mặc thằng bạn từ thuở cởi truồng tắm mưa được. Lương thở dài ngao ngán. 8 giờ tối, Lương chạy xe tới đầu cổng sập thì thấy Chiến đang ngồi trên nóc cống quen thuộc. Vừa thấy Lương, Chiến cười hề hề. Có vậy chứ, vậy mới là anh em tốt á. Tốt cái con khỉ, liệu hồn mày đó. Lần sau cấm có rủ rê tao vô mấy cái chuyện này đó nha. Được rồi ông tướng. Chiến nhanh nhạy nhảy phốc xuống đất, leo lên yên sau của chiếc quay tàu của Lương mà hào hứng hô. Lên đường đi xe ma. Nhỏ nhỏ cái miệng mày lại thôi. Lương cào nhào, còn Chiến thì cười hể hả. Xe chạy dọc theo đường Lý Bôn, qua cánh đồng rất rộng trải dài hai bên. Nửa tiếng sau, hai người mới tới trước đầu của làng lãng. Chiến dội dỗ dai Lương. Nè, mày chạy chậm lại đã. Phía trước có cái đường nhỏ chạy ra bờ đê, mày rẽ vô đó đi. Tao với mày ra bờ sông trả lý. Lương chỉ một tiếng rồi giảm ga, rẽ vào con đường đất nhỏ chạy dọc theo làng. Đường nhỏ khá dài, lại chẳng có đèn đuốc gì ngoài cái đèn xe. Lương căng mắt mà nhìn đường. Chiến thì cào nhào vì cái đường sóc lên sóc xuống. Đến bờ đê, đường dễ đi hơn hẳn. Lương theo lời chỉ chạy tới một cái bụi tre khá lớn nằm gần bờ đê để giấu cái xe vào trong góc. Xong xuôi, cả hai ra bãi đất trống dưới gốc nhãn mà ngồi. Ủa, sao lại ngồi đây? Mày đòi đi xem ma chứ có phải đi hóng gió đâu mày. Mày cứ từ từ, làm cái gì mà vội? Cứ nghe tao đi, ngồi xuống đây chờ. Lương đành lót dép ngồi xuống bên cạnh Chiến. Cả hai quay mặt về phía làng, nơi có ánh đèn như sao xa loáng thoáng trong tầm mắt. Nè, mày nhìn thấy cái bóng cây bàng ngoài kia không? Chiến vừa nói vừa chỉ tay ra giữa cánh đồng. Giữa cái ánh mờ mờ đêm mùa thu,
Lương thấy bóng cây bàng như cái ô xòe ra giữa cánh đồng. Tao có đi thăm dò rồi, mãi mới môi được cái tin này đó. Có hai ông thầy thách đố nhau, đêm nay sẽ điều âm binh ra đó, cấy mấy cái sào ruộng rồi tát cho đầy nước vô hai cái ruộng đó. Ê, sao mày biết chứ? Chiến thở dài. Ôi, mất cha nó cặp răng hổ mang chứ ít gì đâu. Lương gật đầu hiểu ý. Chiến nói tiếp. Ai, bỏ ra thì cũng được, miễn là tao thấy được mấy con âm binh đó, hay chứng minh được xưa nay người ta toàn là nói láo thôi. Lương không biết nói sao. Cái tính của thằng bạn anh như thế nào anh quá hiểu mà. Mặt trăng méo mó nhô khỏi ngọn tre, thì ở phía làng cũng bắt đầu xuất hiện ra một cái bóng đen lặng lẽ đi về phía cánh đồng. Chiến vội đập đập Lương đang đuổi mũi mà nói: Ê nè, tới rồi, tới rồi. Cả hai vội vã đứng nép vào trong gốc cây mà trông về phía cái bóng đen ngoài kia, cách đó hơn trăm thước. Người nọ tiến đến bên gốc cây bàng, quay đi quay lại kiểm tra xung quanh. Khi đã chắc chắn không có ai ở gần, người nọ mới rút ra một bó hương, châm lửa lên để đốt lên. Qua ánh lửa bập bùng, khuôn mặt người nọ hiện ra khô quắc, mang theo một cái vẻ kỳ quái. Ông thầy vung vẩy bó hương mấy cái cho tắt lửa, rồi đưa lên ngang đầu làm tư thế khấn vái. Miệng lão lầm rầm đọc chú một hồi, sau đó vái ba vái rồi cắm cả bó hương xuống dưới gốc bàn. Xong xuôi, ông thầy đi sát mé bờ ruộng, móc trong cái túi vải ra một nắm đậu. Lão đi men theo bờ ruộng, cứ vài thước lại rải xuống một hạt. Ở bốn góc ruộng, lão lại cắm xuống một cây cờ nhỏ bằng giấy. Cứ như vậy cho đến hết cái miếng ruộng rộng mấy sào đất thì trở lại dừng ở vị trí ban đầu. Tìm một khoảng đất bằng phẳng sạch sẽ, ông thầy bày ra một cái bát hương và mấy thứ đồ kỳ quái. Thắp lên một nén hương vọng, lão treo lên một đoạn tre giót nhỏ đã cắm chắc chắn trên cái bát tro, rồi lấy ra ba lá bùa. Ông thầy kẹp trong lòng bàn tay, bắt đầu nhắm mắt niệm chú. Chiến thì thào: Ê, tao không có nhìn rõ được lão đang làm gì mày ơi. Ừ, tao cũng vậy. Chiến nhìn quanh một lúc rồi chép miệng: Ngoài cái chỗ này thì đâu có cái chỗ nào trốn được. Thôi ráng chợn chút, coi lão ta về rồi tao với mày lại gần xem cho rõ. Nè, mày có chắc là lão ta sẽ về không? Lỡ đâu lão ta ở đây cả đêm thì sao? Yên tâm đi, lão không có ở lại đâu, tao có hỏi rồi. Ừ, vậy chờ coi sao. Hai người lại tiếp tục hướng ánh mắt mà dõi theo người nọ. Phía bên kia, ông thầy Pháp đã niệm xong chú. Ông đốt mấy lá bùa trong tay rồi tung xuống ruộng. Lá bùa đón gió bốc cháy, xoay vòng vòng giữa cánh ruộng như lửa ma trời. Tận hồi lâu mới hạ xuống, cũng là lúc mà lá bùa cháy hết đi. Ông thầy lấy ra một cái bát nước, nhúng cành cây vào rồi vẫy xuống ruộng mấy cái. Xong xuôi, ông hô lớn: Nội trong đêm nay phải cấy cho xong, tát cho đầy nước mới được về đó. Nói xong, ông thầy quay ngược cành cây, vạch xuống mép ruộng một đường, rồi cắm luôn cái cây xuống bụng. Ông ta thu dọn mấy thứ đồ làm phép, bỏ cả vào trong túi vải đai, rồi quay lưng đi thẳng. Thấy ông thầy đi rồi, Chiến mừng lắm. Quả nhiên là lão ta đi về. Đi, tao với mày ra đó coi. Nè, từ từ đã mày, gấp cái gì? Để người ta đi về hắn đi. Tao nghe nói mấy cái lão thầy Pháp này kinh lắm đó, có thể phát hiện ra mày liền đó. Tốt nhất là cứ chờ thêm đi. Chiến nghe cũng có lý, cũng cố dằn lòng nhịn xuống. Dù gì cũng đã ở trước mắt rồi, chờ thêm một chút nữa thì đâu có chết ai. Sực nhớ ra điều gì đó, Chiến thò tay vào trong túi quần, móc ra hai lá bùa gấp thành hình tam giác. Nó đưa cho Lương một cái mà nói: À, chút nữa tao quên, cái lão thạch đó có đưa cho tao hai lá bùa này, nó là để phòng thân, mày cầm một cái đi. Lương nhận lá bùa, đưa lên sát mắt ngắm nghía một hồi. Toàn những ký tự kỳ lạ mà anh không hiểu. Thôi thì cứ nhét đại vào trong túi áo, có còn hơn không. Chờ đậu 2-30 phút sau, khi chắc chắn lão thầy kia đã đi về rồi, hai thằng mới lọ mọ hạ thấp người đi dọc theo bờ mương tiến về phía cây bàng. Đi chừng mấy chục thước, Chiến đang đi thì bị Lương ở phía sau vỗ vỗ vào mông, giọng run run: Ê, mày nhìn kìa, có thứ gì đó. Chiến vội vã ngóc đầu lên nhìn. Ở phía bờ ruộng chỗ ông thầy vừa làm phép,
từng cái bóng đen xì từ từ ngóc đầu dậy, rất nhiều, dễ đến cả 30-40 con. Những cái bóng đen dần tụ lại, đặc quánh, và hình dáng người dần hiện lên rõ ràng hơn, bắt đầu đi xuống ruộng. Chứ nhìn thấy thì phấn khích lắm, thấp giọng thúc giục Lương đi nhanh hơn. Nhưng Lương đã bị dọa đến tái mét cả mặt mày, nào dám đi tiếp. Chiến dục mấy lần mà Lương vẫn lưỡng lự không dám. Chiến bực lắm, khẽ khắc: "Nè, đi lên đoạn nữa coi cho rõ rồi vậy. Đã có bộ rồi còn sợ gì? Mà đó mày ơi, thì mày đã có bộ rồi mà, đi mau lên." Chiến mạnh bạo kéo tay Lương lôi đi. Khoảng cách càng ngày càng gần hơn. Những người kia càng hiện rõ thấy hình dáng, nhưng hoàn toàn không có khuôn mặt. Hay nói đúng hơn, chúng chỉ là những cái mảng màu đen. Những âm binh đó lặng lẽ làm việc, kẻ cấy mạ, kẻ đứng đối nhau, tay cầm gầu mà tát nước. Giữa trời đêm vốn yên tĩnh thì bây giờ lại vang lên tiếng xì sụp đều đặn. Cả hai ngồi sát với bờ mương, lặng lẽ thò đầu lên mà nhìn. Từ bé cho đến lớn, lần đầu tiên nhìn thấy ma quỷ thực sự, mỗi người đều mang theo một cảm xúc riêng. Chiến tuy kinh ngạc nhưng đầy phấn khích thỏa mãn. Cuối cùng thì nó cũng được biết ma quỷ là như thế nào. Phen này về tha hồ mà bóc phét với mấy thằng bạn. Còn Lương thì sợ hãi, không dám nhìn lâu vào đám người kia. Đột nhiên, bên tai vang lên tiếng phì phì. Chiến và Lương giật mình nhìn sang bên cạnh. Một cái đầu trắng to bằng ngón chân cái ngóc lên, đang hướng hai người mà bành mang ra. Cả hai giật mình nhảy dựng sang một bên. Con rắn lao tới, Chiến đã lấy lại bình tĩnh, né tránh. Chờ con rắn mất thế, nó chộp ngay cái đuôi, quay quay mấy vòng rồi đập mạnh xuống nền đất. Chiến đập đến mấy phát rồi mới quan sát con rắn với cái đầu nát tươm xuống đất. Chiến xoa xoa tay nhìn Lương, đắc ý: "Thấy tao phản xạ nhanh không?" Nhưng lời nói vừa ra khỏi cổ họng, thấy Lương mặt tái xanh lại thì giật mình nhớ ra. Chiến vội quay đầu lại nhìn. Tất cả những cái bóng đen đã dừng lại, chúng quay hết về phía hai đứa đang đứng kia. Một khoảng yên lặng đến đáng sợ bao trùm. Đến ngay cả Chiến cũng cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo, sợ hãi đang ập đến. Một thứ cảm giác của kẻ ăn trộm bị phát hiện, nhưng nó còn mang theo sự đáng sợ gấp cả chục lần, bao trọn lấy lòng của Chiến. Nguy rồi. Hai chữ đó lặp đi lặp lại trong đầu của hai đứa. Mất cả mấy chục giây đứng hình, thì ở phía bên kia, những cái bóng rít lên. Cứ âm thanh gào khóc ma quái vang vọng khắp cánh đồng. Một cái bóng lao đi, tất cả ùa theo, hướng hai kẻ lạ mặt mà vồ lấy. Chiến hoảng sợ kéo tay Lương mà kêu: "Chạy mau!" Lương như lấy lại được hồn phách, cắm đầu cắm cổ mà chạy về phía bụi tre. "Kẻ nào dám đến phá đám vậy?" Một giọng đanh thép từ phía thửa ruộng bên kia vọng lại. Chiến và Lương vội nhìn sang, một bóng người đang chạy rất nhanh tới. Biết là ông thầy kia đã phát hiện, hai thằng không nói lời nào, trong lòng thầm than khổ, chỉ còn biết cố sức bình sinh mà chạy cho thật mau. Tới chỗ bụi tre, Lương quay vội đầu xe, móc chùm chìa khóa ra mà cắm. Nhưng hai tay run rẩy đến không kiểm soát được. Đã vậy còn dùng loại ổ khóa tròn xoắn, phải mất cả 2-3 phút đồng hồ Lương mới cắm vô được, vội vàng đề ga. Chiến ngồi phía sau giục rối rít lên. Ông thầy đã chạy gần tới, lão móc trong túi ra thứ gì đó, kẹp vào trong lòng bàn tay, rồi lẩm bẩm đọc chú. Xong lại hướng hai kẻ lạ mặt mà nói: "Muốn chạy sao, đâu có dễ." Chiếc xe vừa dọt đi, Chiến quay lại nhìn ông thầy lần nữa. Chỉ kịp nhìn thấy lão vung tay, một cảm giác đau nhói phía sau lưng. Chiến chỉ a lên một tiếng, tay giới dội ra phía sau. Có thứ gì đó nhơn nhớt cưng cứng găm vào lưng nó. Chiến bước mạnh ra rồi ném sang bên đường. Nhưng cảm giác tê rợn bắt đầu lan ra khắp lưng. Cả người của Chiến bỗng thấy lạnh, hai mắt qua lên, đầu choáng váng. Lương ngồi trước, nghe Chiến kêu thì vội hỏi: "Sao vậy mày?" "Tao bị lão ném cho một cái, đau quá. Mai mà còn chạy kịp, hú vía đó." Xe trở lại đường Lý Bôn, nguy hiểm đã qua. Lương chạy chậm lại thở dài rồi nói: "Chút nữa thì chết. Mà tao nói mày không có nghe, đứng xa một chút coi cũng được rồi, cứ đội đến gần." "Nè Chiến, có nghe tao nói không Chiến?"
không nghe thấy tiếng trả lời. Lương bỗng dưng hốt hoảng. Lúc này anh mới phát hiện ra Chiến đã gục trên lưng mình. Lương vội vàng dừng xe quay lại. Mặt Chiến đã tái mét, mồ hôi vã ra như tắm. Hai mắt nhắm nghiện, trán hơi nhăn lại. Lương lạnh cả người, lầy lầy mấy lần Chiến mới thều thào: Tao lạnh quá. Ơ nè, để tao đưa mày về. Lương vội vàng kéo ga lao đi trong đêm tối. Anh đâu biết rằng cái tò mò chốc lát đã khiến cho tính mạng của thằng bạn chí cốt bây giờ chỉ còn như sợi chỉ, một chút hơi tàn mong manh. Câu chuyện kể xong thì hai hàng nước mắt đã rươm rướm chật chờ chảy ra. Lương đưa ánh mắt chua xót nhìn thầy Thập mà khẩn khoản: Chuyện tụi con lỡ dại đã đành, nhưng bây giờ tính mạng của thằng Chiến đã rất là nguy kịch. Cả tuần nay nó nằm bẹp như cá chết vậy, khó khăn lắm thì ăn được chén cháo rồi lại giật giả ra. Cả người của nó vừa toát mồ hôi nhưng mà lại than lạnh. Cháu với bố mẹ nó đưa đi bệnh viện thì người ta nói là chỉ bị sốt rét thôi, nhưng mà thuốc than hoài không có hết. Đến hồi sáng nay thì bệnh viện cũng trả về rồi. Thầy Tập đâm chiêu rồi nói: Vậy có sang chuộc tội với ông thầy kia hay không? Chỉ có người thắt nút mới gỡ nút ra được thôi. Dạ có chứ, nhưng mà nghe nói chuyện tụi con gây ra lớn lắm. Lũ âm binh bị người Dương thấy, đâm ra quán hận ông thầy, suýt chút nữa làm phản, giật chết ông thầy đó. Cho nên ổng giận lắm, mặc cho nhà thằng Chiến lễ lạc quỳ gối ngoài cửa mà cầu xin, ổng cũng mặc kệ à. Chỉ nói là không biết dạy con á, thì để ông ấy dạy cho. Vậy có mời thầy khác về giúp đỡ hay không? Anh Lương lắc đầu buồn bã: Nhà có bệnh thì giái tứ phương, chỉ cần có tiếng trong vùng đều là mời hết về cả rồi. Nhưng mà ngặt nổi những người giỏi khiển âm binh của làng ấy đều không thể ra tay giúp, vì nghe nói có lực ngầm với các thầy. Còn mời những người nơi khác về thì không phải lừa đảo làm tiền thì cũng than không đủ sức mà giúp, để nửa đường là bỏ dở thôi à. Ánh mắt của Lương lại một lần nữa hướng thầy mà khẩn khoản: Thầy à, con xin thầy hãy rủ lòng mà giúp cho nó. Con biết là thầy nhất định là người cao tay ấn, thầy hãy giúp cho nó với. Đi thôi. Anh Lương bất ngờ lại ngẩn người ngơ ngác nhìn thầy Thập. Đi đâu vậy thầy? Thầy Thập quay người nhìn anh Lương: Thì đến nhà cái cậu kia chứ đi đâu nữa. Anh Lương nghe vậy thì mừng không để đâu hết, vội vàng chạy ra ngoài dẫn đường. Cũng may trời đã ngớt mưa, chỉ còn lác đác vài hột thôi. Long cũng nhanh nhẹn chạy theo ông nội. Với cậu, những thứ bùa phép luôn là một sự kích thích đến sôi sục dòng máu đang chảy trong người. Ba người dừng lại trước căn nhà cấp 4, rộng chưa tới 30 mét vuông, mái lợp ngói bờ rô, xi măng đơn giản. Anh Lương ra hiệu cho hai ông cháu dừng lại chờ, còn mình thì chạy lên gõ vào cánh cửa nhôm mấy tiếng thình thình. Bên trong có tiếng người phụ nữ khản đặc lên tiếng hỏi: Ai đó? Dạ con Lương nè, cô vừa mở cửa giúp con với. Mày chờ một lát. Sau mấy tiếng dép lẹt xoẹt dưới đất, cánh cửa lạch cạch mở ra. Một người phụ nữ trung niên nghiêng mình qua cánh cửa. Người ấy cao gầy, làn da đen sạm, đặc biệt là khuôn mặt hốc hác, mang nặng một nỗi buồn khó có thể giấu được. Con qua tìm cô có việc gì không? Chiến sao rồi cô? Người phụ nữ buồn bã lắc đầu: Nó thì vẫn như lúc con vừa đến lúc nãy thôi. Mà con lo cho nó như vậy là được rồi, còn nhà con nữa chứ. Cứ chạy qua đây suốt rồi nhà cửa ai lo. Con có tin vui cho cô đây. Cô coi, con tìm được ai nè. Nói rồi, anh nhanh nhẩu chạy ra dẫn đường thầy Thập đi vô. Thầy vừa đi vừa nhìn ngôi nhà với mảnh vườn rậm rạp cây cối, chỉ chia ngăn bằng cái hàng rào tre cắm nghiêng ngả. Bác đây là... Người phụ nữ ngạc nhiên đưa ánh mắt hiếu kỳ dò xét hai ông cháu lạ mặt kia. Anh Lương mặt tươi cười: Dạ đây là thầy Thập, người ở làng Đại đó cô. Con vô tình gặp được thầy và mời đến để giúp thằng Chiến đó. Rồi lại quay sang thầy Thập: Dạ thưa thầy, đây là cô Hương, mẹ của thằng Chiến bạn con. Thầy Thập cũng tiến lại gần, gật đầu chào cô Hương. Chào cô.
tôi nghe cậu Lương kể về chuyện của cậu nhà, xem như là có duyên, cho nên tôi lại đây giúp cho một tài đó mà. Dạ, mời thầy vô nhà, cháu nó đang nằm trên giường đó thầy. Thầy Thập gật đầu, chắc tay Long đi vô. Cô Hương nghiêng người tránh sang một bên để nhường đường. Đợi hai người đi vô, cô mới kéo anh Lương lại, kẻ thì thầm. Nè con, liệu có tin được không? Cô bị lừa nhiều quá cũng nản lắm rồi. Cô không có tiếc tiền, dù có bán nhà cửa để cứu thằng Chiến, cô cũng chịu nữa. Nhưng mà chỉ sợ làm tốn thời gian công sức mà thôi. Dạ cô yên tâm đi, dù gì cũng đã đến rồi, cô cứ để thầy coi sau. Cô Hương gật đầu, kẻ thở dài mà quay lại bên giường. Trong lòng cô cũng chẳng mang được bao nhiêu hy vọng. Bốn người xúm xung quanh chiếc giường đơn bé tẹo. Cô Hương khẽ thì thầm vào tai Long. Em bé ra ngoài ngồi chơi nha con, lát cô cho em kẹo. Long nhìn cô khẽ dạ một tiếng, rồi đứng ra vòng ngoài, nhường chỗ cho cô Hương và ông nội lại gần người bệnh. Thầy Thập ngồi bên giường, mở tấm chăn trùm kín người anh Chiến ra. Một luồng khí sộc ra bên ngoài khiến cho thầy nhăn mặt mà lắc đầu. Ôi, âm khí đã nhiễm nặng đến như thế này rồi. Tất cả mọi người đã nghe xong tập 8 của bộ truyện Ma Pháp Sư, Trừ Tà Diệt Ma, tác giả Anh Khoa. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 9 nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.